Series tiếp theo hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các nhà đầu tư biết về cổ phiếu Pfizer và những lý do vì sao đây là cổ phiếu được quan tâm nhất năm nay. Sơ lược về Pfizer, đây là công ty dược lớn nhất thế giới và là biểu tượng của ngành dược tại Hoa Kỳ. Pfizer đang phát triển và sản xuất các loại thuốc và vaccine cho một loạt các lĩnh vực của ngành y tế, bao gồm cả miễn dịch, ung thư, tim mạch, bệnh tiểu đường, nội tiết, và thần kinh. Công ty có cổ phiếu Pfizer là công ty dược phẩm đầu tiên được cấp phép sản xuất loại vaccine đầu tiên ngừa virus corona. Điều này đã khiến hàng loạt nhà đầu tư tự hỏi, liệu có nên đầu tư vào cổ phiếu này ngay bây giờ không? Câu trả lời chắc chắn là nên. Tuy nhiên, vaccine ngừa COVID-19 không phải là lý do quan trọng nhất thúc đẩy nhà đầu tư mua cổ phiếu ngành dược này ngay bây giờ. Sau đây là 4 lý do lý giải câu hỏi, tại sao những nhà đầu tư bình thường có thể kỳ vọng sẽ có được mức sinh lời đánh bại thị trường nhờ cổ phiếu ngành dược này trong dài hạn. Điều đầu tiên, cổ phiếu Pfizer là cổ phiếu trả cổ tức cho nhà đầu tư. Bạn không cần phải hiểu từng bước một trong quá trình phát triển thuốc để biết Pfizer là một nhà sản xuất thuốc vượt trội. Thay vì dồn từng xu kiếm được vào một doanh nghiệp mà đà tăng trưởng trong tương lai còn chưa rõ ràng, bạn có thể chọn Pfizer. Vì Pfizer cam kết chia sẻ với các cổ đông một phần lợi nhuận hãng kiếm được. Và mức chia sẻ này ngày lại càng tăng theo thời gian. Hiện tại, có vẻ các cổ đông của Pfizer sẽ nhận được khoản thanh toán trong quý 1 cao hơn 3% so với mức chi trả trong quý trước. Cổ tức của Pfizer sẽ giảm đôi chút khi Viatris bắt đầu chi trả cổ tức trong quý 2. Tuy thế, công ty này vẫn cam kết mang lại cho các cổ đông mức lợi nhuận cao hơn bao giờ hết. Điều tiếp theo là Pfizer luôn tập trung vào tương lai. So với quyền sở hữu trí tuệ đối với các phát minh, sáng chế, thì quyền độc quyền thị trường liên quan đến các loại thuốc mới tồn tại rất ngắn. Ví dụ, bằng sáng chế quan trọng liên quan đến thành phần của một loại thuốc mới thường có giá trị trong vòng 25 năm. Từ khi phát hiện ra một loại thuốc mới đến khi được FDA cấp phép thường mất ít nhất một thập kỷ. Vì thế các công ty như cổ phiếu Pfizer có rất ít cơ hội để bù đắp được chi phí phát triển các loại thuốc mới thành công và trả cho tất cả những thất bại của họ. Bằng cách hợp tác và thông qua các hoạt động mua lại toàn bộ, Pfizer duy trì danh mục các loại thuốc thử nghiệm và giai đoạn thương mại ban đầu hứa hẹn sẽ mang lại những nguồn doanh thu mới. Khác với các hãng dược phẩm lớn khác, Pfizer, sau khi tinh gọn, có thể tập trung vào việc tìm kiếm các nhà sản xuất thuốc nhỏ hơn đang thiếu nguồn lực cần thiết để phát triển nhanh chóng các liệu pháp điều trị thử nghiệm của họ. Và điều thứ ba, cú hích doanh thu từ vaccine ngừa virus corona. Giấy phép sử dụng khẩn cấp EUA mà hãng mới có được đối với vaccine BNT162b2 ngừa COVID-19, đây là một bước nhảy lớn. Tuy thế, đây không phải lý do đứng đầu danh sách này vì Pfizer sẽ phải chia sẻ lợi nhuận từ loại vaccine này với BioNTech NASDAQ-BNTS. Pfizer không nhận tài trợ ban đầu của chính phủ để nhanh chóng phát triển vaccine ngừa COVID-19 với BioNTech. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mong đợi vaccine này sẽ được bán với một mức giá cao và sẽ mang lại biên lợi nhuận lớn. Rất có thể Pfizer sẽ phải cạnh tranh với một loại vaccine tương tự do Moderna NASDAQ-mRNA bào chế. Trên thực tế, vaccine của Moderna có thể dễ dàng phân phối hơn rất nhiều. Tùy vào tốc độ sản xuất và phân phối vaccine ngừa COVID-19, nhưng khả năng cao doanh thu từ loại vaccine này trong năm 2021 sẽ lên đến 11 con số. Như vậy, điều quan trọng là phải biết rằng EUA không giống như các quyết định phê duyệt cấp phép tung ra thị trường một loại vaccine với tư cách là một sản phẩm ở giai đoạn thương mại. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một loại thuốc chưa được phê duyệt lại tạo ra doanh số bán hàng vượt trội. Điều cuối cùng là dòng tiền mặt của Pfizer dồi dào. Pfizer dự kiến sẽ nhận được 12 tỷ đô la Mỹ, đây là một phần tiền thu được từ việc chia tách tài sản chuyển sang Viatris. Nhờ đó, công ty này sẽ có nhiều cơ hội đầu tư vào các nguồn tạo doanh thu mới tiềm năng. Các nhà đầu tư sẽ vui mừng khi biết rằng công ty này hầu như không cần doanh thu từ vaccine ngừa COVID-19 hay những khoản tiền mặt lớn từ Viatris để hoạt động với tư cách là một công ty lớn trong ngành dược phẩm sinh học. Dự kiến, công ty có cổ phiếu Pfizer sẽ thu từ 10 tỷ đến 11 tỷ đô la Mỹ từ các hoạt động tinh gọn trong năm nay. Tổng doanh thu dự kiến rơi vào khoảng từ 40,8 tỷ đến 42,4 tỷ đô la Mỹ. Dòng tiền của Pfizer trong năm 2021 vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, doanh thu từ vaccine ngừa COVID-19 và số tiền thanh toán từ Viatris sẽ là nguồn tiền để Pfizer tăng mức chi trả cổ tức vào năm tới.
mà không phải bỏ lỡ bất kỳ cơ hội đầu tư nào để có thể sản xuất loại thuốc bom tấn tiếp theo. Và chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư hãy mua cổ phiếu Pfizer khi còn rẻ. Triển vọng sáng lạn của công ty Pfizer dường như còn đang ở phía trước. Có vẻ ngay lúc này là thời điểm phù hợp để bổ sung cổ phiếu dược phẩm này vào danh mục đầu tư của bạn. Qua những chia sẻ về cổ phiếu Pfizer trên, bạn đã có nhận định gì cho những thương vụ sắp tới của mình chưa? Hãy nhấn subscribe kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật kiến thức và tin tức mới nhất từ thị trường nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ từ DK Trade. Hẹn gặp lại vào các số tiếp theo nhé.